Chỗ này năm ngoái ăn rồi, năm nay phải tìm lại ăn tiếp. Họ bán cái súp da heo á, chỉ có 100 bạc cho một tô này thôi. Có da heo, nấm, trứng cút, một ít cua, một ít ngò và rất là nhiều tiêu. Kiểu nó cũng tựa tựa như súp cua bên mình á, nhưng mà rất là nhiều da heo. Ngoài ra những món ăn cơm và rau xào cũng rất là ngon. Ban đầu tụi mình chỉ định ghé vô ăn súp thôi, để còn ra khu chợ đêm ăn vặt nữa. Mà rốt cuộc kêu đầy một bàn xong rồi ăn hết luôn. Dĩa rau xào đó là kêu thêm lần hai á, tại vì ngon quá. Nhưng mà rốt cuộc lại may mắn nha, ăn no nê xong rồi tụi mình nhìn ra ngoài thì mưa tầm tã luôn. Và đây là chợ đêm Chinatown mà bọn mình đã đi mỗi ngày trong chuyến đi này luôn. Con đường này thì buổi sáng vẫn có nhiều hàng quán, nhưng mà chủ yếu bán trong nhà thôi. Chỉ có buổi tối thì mới đông đúc tấp nập như vậy. Và có nhiều xe đồ ăn tràn ra bán ngoài lề đường. Cái cá hồi gam sốt Thái này nó rất dính, tụi mình đã ăn mấy ngày liền. Rồi mấy cái xe mực nướng này nữa, kêu đại vài sâu nướng lên. Đầy đủ các bộ phận của con mực đều được chia ra bán riêng. Có thịt, có răng mực, rau mực, rồi sụn, rồi trứng mực nữa. Có cái ngon, cái dở, nhưng mà độc đáo nhất là cái nước sốt á. Ăn nó cay gì đâu luôn á, nhưng mà hết một miếng là muốn ăn miếng nữa.